ngon. Nhăn ghê luôn á. Cái đó về chát đầu. Hello, xin chào tất cả các bạn đến với kênh YouTube của Miu Seven. Và mình là Miu Seven. Mình là bác sĩ em. Ok. Và như chủ đề hôm bữa mình với bác sĩ em á, đi thăm bạn, đó là bệnh viện. Thì cũng bệnh nhẹ thôi, sốt xuất huyết thôi. Nhưng mà ngó sang giường bên kia á, thì ngó sang giường bên kia thì thấy cái ông kia ổng bị tai biến, ổng nằm á, người ta đút cháo bằng đường ống cho ổng ăn. Các bác sĩ em nó mới hỏi mình là ủa ăn bằng ống làm sao người ta ăn được ta. Nếu thỏa mãn yêu cầu thì hôm nay mình sẽ cho thằng bác sĩ em nó ăn thử bằng ống coi sao. Wow. Ok. Và bây giờ tụi mình sẽ ăn cháo bằng ống hút và cho thằng bác sĩ em nó thỏa mãn luôn là tại sao mà người ta ăn bằng ống được. Mà người ta ăn bằng ống qua đường mũi á cha, chứ không phải ăn bằng ống hút như mình đâu. Mình là uống nước ngọt. Chừng nào mình nằm như người ta để có chuyện được chuyện hả? Ok. Chuẩn bị chưa? Rồi sẵn sàng. Bước tinh thần nha. Dứt. Ok, 1, 2, 3, dứt. Cái này cũng không phải là một cuộc thi luôn nha các bạn. Tại vì tụi mình ăn cho biết thôi, chứ không phải cuộc thi, cho nên là không cần thiết là phải ăn hết thì gì. Ngon. Nhanh ghê luôn á. Hút nhanh lên múc á. Này giống như hút trà sữa chân trâu quá. Này hên mà hút cháo trắng này, chứ nói thẳng là hút mà hút cháo cháo thịt hay cháo gì đó, cháo xương gì đó là thua. Không được đâu. Rau củ gì à thua. Bạn ấy hút bạn hút ngon không? Cũng vậy, bởi vì cũng là cháo thôi. Nhưng mà anh đỡ muốn hơn nó nhanh hơn. Là lạ thôi. Ừ. Thì theo cái cầu mày bữa mày thấy ăn cháo bằng ống đó. Cầu được, ước thấy. Đổi lộn ngược đi, hiểu không? Bây giờ là mày toàn nghĩ ra những cái trò ngược đời không á, thì tao tư vấn cho mày á. Dù lần sau á, cả gia đình đang ăn cơm thì ngồi ăn bình thường vậy, mày leo lên trên bàn, cái mày đặt cái chén xuống ghế, mày ngồi trên bàn xong mày đặt cái chén dưới ghế mày ăn cơm. Nguyên cái mâm dưới đầu luôn. Rồi sao? Nguyên cái mâm dưới đầu luôn. Ý cường nói mày giống là làm chó á. Không, không làm chó, tức là mình làm những cái chuyện ngược đời. Ok, thì nó là nghĩ ra những cái trò ngược đời, mình chỉ cho nó làm ngược hết luôn. Vậy đi. Sao được không? Sao? Mày nói về chát đầu. Rồi đi xe Honda thì cái đầu mày để trên... Sao mày được sao nè? Không, cái đầu mày để trên cái yên, còn hai chân mày để trên cái tay lái á. Là lái bằng chân. Ừ. Xong rồi mới dở mặt lên sức môi. Cái đó. Xong một cái là đi che cái ông trong bệnh viện luôn. Bình thường á. Là được ăn. Xong á là xong cái là... như cái ông ở trong bệnh viện luôn. Là được ăn cháo ống luôn. Bây giờ mày để tao nói nè, giờ biết sao không? Bình thường á thì mày chạy xe mày dùng cái đít để mày đặt lên cái yên, thì thay hôm nay là mày lấy cái đít, mày lấy cái mặt mày làm cái đít. What the hell? Là tức là cái mặt mày là cái đít. Tức là cái mặt mày là cái đít, hiểu không? Vẫn không hiểu luôn ta. Biết rồi, nằm xuống vậy. Tức là cái mặt mày là cái đít. Là mày đè cà cái mặt mày xuống đường á. Tức là cái mặt mày là cái đít. Anh Cường đang chơi mày đó con. Đang chơi quá à. Hiểu không? Cái mặt mày như là ý Cường là cái mặt mày là như là cái đít của Cường vậy đó. Không, của nó mà. Nó đảo ngược lên này cũng của nó. À của nó à, nhưng mà đảo ngược lên. Vậy là giờ đi cái gì cũng ra bằng mồm, chứ đâu có ra bằng đít hả?
Tức là giờ mày cắt cái phần mạch của mày, mày đưa đúng, mày giá xuống đít, còn đưa cái đít của mày, mày cắt cái giá lên mặt. Còn nếu mai mốt mày gặp người lớn á thì mày khỏi cần dạ thưa gì hết. Mà thấy người lớn á, ví dụ ông già bà già hay thậm chí là lớn lớn tuổi hơn mày á, mà thấy ông dạ thưa là mày chửi liền: ê mày, mày mất dạy mày, sao mày lớn tuổi hơn tao mà mày không chào tao. Ngược lại vậy? Ngược, tao, ngược hết. Là có nghĩa là mày sống ngược hoàn toàn luôn. Nhưng mà sống ngược là dễ bị nằm liền cái mốt kia lắm á. Đứng nghe anh Cường xíu quậy cho mày. Lớn mà xúa bậy bạ không? Lớn tào lao sạch sàng giỏi. Bị vợ từ quá giờ đó cho ăn uống gì đâu, chắc nó sầm sàm vợ. Thì cũng là lộn ngược thôi, gì đâu, nằm dưới. Đường nào youtuber chịu sắp chịu view vậy chết. Đường là một chân chơi, cái gì chứ tiền thì không được thiếu. Mày cứ chơi đồ hiệu thì kiểu gì chẳng có nhiều đứa yêu. Để nói mày hiểu không? Ngọ á. Đùa chứ ăn cái này nó cứ ngộ ngộ sao ta. Sao ngộ không được, ngộ là ngộ sao? Nó no hay là nó... Tại vì nó theo cái thói quen thông lệ của mình. Không kỳ à? Ừ. Tại vì ở nhà thói quen thông lệ của anh là con cháu bằng đũa rồi. Một chiếc, hai chiếc. Hai chiếc đàng hoàng. Hai chiếc với nó người ăn nha. Cũng có người ăn đó. Ừ. Vậy là anh không có quen với sống ngược. Mày sống ngược á, mai mốt á. Tất nhiên là cái này á thì anh chặt sợi tim trâu rồi chà. Không phải là tao nói xàm, chứ mày sống ngược á thì tao biết được những cái chiêu gì thì ra tao chỉ cho. Hồi nãy giờ là chỉ là cách sống rồi ăn uống sinh hoạt, bây giờ chỉ cho mày cách nói chuyện luôn. Tức là nếu muốn sống ngược á thì có một cái cách nói chuyện nó cũng khác đi. Ví dụ tao lấy ví dụ một câu thôi nha. Ví dụ như ra đường á, mình muốn vỗ ngực xưng tên với người ta thì phải nói vậy nè, vỗ ngực cái này: đường đường anh là một đấng nam nhi, chân đội trời đầu đạp đất. Hiểu không? Chân đội trời đầu đạp đất đó, sống ngược. Sống ngược à, đúng không? Thôi ông im mẹ mồm đi. Ông nói giỡn chứ nãy giờ nói xàm mà. Anh cảm nghĩ sao về vấn đề là anh cháo bằng ống hút nè? Thứ nhất, cảm nghĩ ăn bằng ống hút thì anh thấy là hút lên bình thường giống như uống nước ngọt thôi. Nhưng mà anh nghĩ là nếu mình nấu lại cháo cháo khác thì ăn bằng ống hút không thể được. Nhưng mà ăn bằng cháo trắng loãng, trắng thì được. Cháo trắng loãng thì ăn bằng ống hút được. Và còn khuyến khích thì anh cũng không có khuyến khích bằng anh ăn bằng ống hút. Tại vì á, nó khác chứ bình thường của ống hút chỉ để uống nước ngọt hay là cái gì đó thôi, chứ không ai mà uống. Thì làm về mới lại thôi. Dòng cái tướng mà nha, tao biết coi tướng số hay dòng tướng mày là tao biết mai muốn khoảng tầm 40-50 tuổi là mày sướng. Sướng gì? Sướng. Nạp in liệt đó hả? Nạp in người ta đút đó hả? Không phải là không làm mà vẫn có ăn. Nạp kích. Nạp ăn. Biết sao? Nằm chỗ có người đút ống cái tai biến. Nằm chỗ có người đút ống, có người đút cho. Ông nói giỡn vậy thôi chứ cũng dông dài quá mấy bạn ơi. Một cái video thử nghiệm vui thôi, ăn cháo bằng ống hút. Và video của tụi mình cũng xin được kết thúc tại đây. Nếu các bạn thấy vui thì nhớ like, subscribe và chia sẻ cho tụi mình. Và nhớ đóng góp thêm những cái ý tưởng để tụi mình phát triển kênh phục vụ các bạn. Và video của mình cũng xin được kết thúc tại đây. Nói gì đi? Bye bye. Ok, bye bye các bạn. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá.